tụng kinh Địa Tạng để hồi hướng cầu cầu sinh con. Nhiều đôi vợ chồng cưới nhau nhiều năm mà không sinh được con, đi khắp các bệnh viện làm khắp các kiểu rồi, tất cả các kiểu, kể cả đi gặp các bác sĩ ra cả nước ngoài để làm sinh con nhân tạo rồi mà không được, thì về phát nguyện, hai vợ chồng phát nguyện. Đây là cái việc này là cả hai vợ chồng nhé. Hai vợ chồng phải cùng nhau phát nguyện ăn chay trường ít nhất là 21 ngày tụng kinh ấy. Và trong 21 ngày tụng kinh đấy thì cả hai vợ chồng cùng nhau phát nguyện là tụng kinh, đọc kinh với nhau. Một ngày hết một bộ kinh Địa Tạng, tức là quyển thượng, quyển trung, quyển hạ đó. Nếu mà bận đi làm không tụng, chia thành ba thời thì tụng hai thời, thời sáng, thời tối cũng được. Sáng thì tụng một quyển thượng xong rồi đi làm, tối về thì tụng quyển trung và quyển hạ. Đấy là nếu vợ chồng còn đang đi làm công chức nhà nước hay là làm doanh nghiệp thì đúng giờ phải đi làm, thì không tụng buổi trưa và buổi tối được, thì tụng phải hai thời, nhưng mà phải hết một bộ kinh. Trong 21 ngày, 21 bộ, 21 ngày tụng kinh đó, thì có thể nếu mà lập được cái đàn như lúc nãy Thầy nói á, thì là tốt nhất. Không thì thanh bông hoa quả thành tâm lên trên ban thờ thần linh gia tiên nhà mình là được. Có ban thờ Phật thì làm ban thờ Phật, không có ban thờ Phật thì tại ban thờ thần linh gia tiên. Thanh bông hoa quả có thể thành tâm, múc 7 chén nước để lên trên ban thờ. Hoa quả thành tâm héo thì thay, còn nước thì 7 chén nước đó ngày nào cũng phải thay một lần vào buổi sáng sớm. Thì cái chén ở giữa đó thì mình phải để vẩy từ ban thờ cho phòng thờ cho đến tất cả nhà cửa, phòng ngủ. 6 chén còn lại thì hai vợ chồng cùng uống. Theo như kinh nghiệm các Phật tử họ lập đàn là tụng kinh cầu con ấy, họ được rồi, họ nói gì? Nếu mà cầu con trai thì nhường cho vợ uống gì? Uống nhiều hơn. Tức là có 7 chén thì một chén để vẩy nhà cửa rồi, còn 6 chén. Nếu mà cầu con trai thì để cho vợ uống gì? Uống 5 chén. Còn chồng uống một chén thôi. Tức là cho vợ uống lẻ, con trai thì tiếng thì 3 hoặc 7. 3 hoặc 5 thì cho vợ uống 5, còn chồng uống thì uống 1. Đây là những người họ kể lại, họ đi cầu mà họ kinh nghiệm họ được. Thì thường như thế. Hoặc nếu cầu con gái thì cho vợ uống gì? Cho vợ uống 4. Còn chồng uống gì? Uống 2. Hoặc là chồng uống 4, vợ, xin lỗi, cầu con gái thì vợ chồng uống 4, còn vợ uống gì? Uống 2. Đấy là những một số kinh nghiệm của những đôi vợ chồng họ cầu được thì họ nói lại. Này nói lại như vậy. Còn tất nhiên chúng ta cầu thì là cái việc cầu. Còn được con trai con gái thì là cái phúc phần của dòng họ, của gia tộc và của chính ấy, đôi vợ chồng gia đình ở đó. Con nào thì con, Thầy nghĩ con nào cũng tốt rồi. Đó. Sau khi mà phát nguyện tụng kinh Địa Tạng hết 21 ngày, mà nhớ trong khi tụng kinh là vợ chồng phải ngủ riêng gì? Riêng phòng, không được ngủ chung phòng, chung giường, không được ngủ chung chăn, chung gối, không được quan hệ tình cảm vợ chồng. Có nghĩa phải gì? Tách biệt tuyệt đối để giữ thân tâm cho trang nghiêm, thanh tịnh, một lòng lễ Phật, lễ kính tổ tiên, thần linh, thổ địa nhà mình, và chí thành, chí kính để cầu nguyện. Cầu con trai thì nói là cầu con trai, cầu con gái thì cầu nói cầu con gái, tùy. Mình cứ nhất tâm để cầu nguyện, còn được con gì thì Thầy nghĩ là cũng tùy vào phúc phần. Sau hết 21 ngày tụng kinh thì cả hai vợ chồng và gia đình đi lên chùa Tản Viên để lễ Phật, để xin nước giếng Quan Âm để về để uống thuốc, hoặc là uống không cũng được. Đấy, tụng kinh 21 ngày rồi thì lên đó. Vì chùa Tản Viên ấy, ở trên núi Tản Viên, núi Tổ ấy, chùa Tản Viên thì có một cái giếng thì đặt là giếng Quan Âm. Cái giếng đó có một cái gì? Có một cái đặc biệt. Đó là khi Thầy lên nhận cái chùa Tản Viên năm 2009, lúc đó nước không có để dùng, ra dùng nước suối. Tắm nước suối thì cả thợ với mấy chú tiểu của Thầy, lúc đó mới có hai chú thay nhau lên thôi. Với lại mấy thợ, tất cả thợ lên tắm là ngứa lũ hết rồi ra. Được một hai tuần thì chúng nó đi đoài xuống núi, nó không ở nữa. Nó tắm ngứa.
Thế thầy mới lên tụng kinh. Tụng kinh làm cái lán thôi, đã có chỗ nào đâu, làm cái lán thôi, lợp mấy tấm bờ lô thôi. Xong rồi thầy tụng kinh và cầu tụng kinh Phổ Môn và cầu Phật Bồ Tát gia trì cho. Tụng kinh Pháp Hoa đến phẩm Phổ Môn, cầu Phật Bồ Tát gia trì và đặc biệt xin với tam vị Đức Thánh Tản Viên Dực Bảo Trung Hưng Thượng Thượng Đẳng Thần và chư vị Sơn Thần Thổ Địa ở nơi đó, để nếu mà con có duyên với núi Tổ, có duyên với mảnh đất này, có duyên để xây chùa, để hoằng pháp tại đây đây, thì nguyện thì sẽ xin được một cái dòng nước trong xanh mát mẻ để dùng để không bị ngứa nữa, thợ không bị ngứa nữa. Nó ngứa nó bỏ nó về hết, không có ai xây chùa cho đâu. Thế tối hôm đó ngủ gần sáng, tự nhiên mơ màng thấy một ông cụ râu tóc bạc phơ dắt theo vì hai vị đồng nam đồng nữ đi theo và đến chỗ đầu giường và bảo rằng dẫn thầy ra đó để chỉ vào cái chỗ đó, bảo đào xuống được khoảng 4 mét thì tới cái hòn đá to, lật cái hòn đá to được đi thì sẽ có nước. Thế là dậy sáng ra mình ngủ mơ mơ màng màng, dậy sáng ra thấy đúng thật như cái giấc mơ lúc mình ngủ tối thật. Thế là gọi cái chú máy xúc, chủ máy xúc lên, bảo thôi đi lên làm đường lên cho thầy để đào cái giếng đó. Không có nước thì tắm suối sợ nó ngứa thì nó bỏ chạy hết. Cái chú chủ máy xúc chú bảo, ôi giời thầy lại đi trêu con, ai lại đi đào giếng ở trên lưng chừng núi bao giờ, làm gì có nước ở trên lưng chừng núi này. Mà cái chỗ này là nó lại, bên dưới nó lại sâu, cái dưới thác nó sâu hơn, bên trên nó lại cao thế này, thì đào chỗ này làm sao có giếng, có nước chỗ này, đào cái chỗ trúng trúng thì còn có thể có nước, chỗ này nó cao mà bên dưới nó thấp thế, có nước nó chảy xuống, nó chảy tuột hết xuống dưới, làm gì mà đọng nước đây. Thế bảo thôi cứ đào. Thế nể thầy cho nên chú ấy làm đường 2-3 ngày mới lên tới, làm tạm cái đường để máy nó lên đó. Thế là lên đào, đào mấy ngày thì đến cái hòn đá đó, họ không cho bắn mìn thì quả thật đến cái hòn đá đó, đào khoảng ngày hơn ngày thì đến cái hòn đá đó thì không đào được nữa. Thế là nghiên cứu cách là gì, phải đào sâu, phá to rộng ở bên dưới để được kéo cái hòn đá đó xuống. Khi vừa kéo được cái hòn đá đó xuống thì đúng có cái mạch nước gần bằng cổ tay, nó phọt lên thật, phọt lên. Và một cái điều kỳ diệu đó là gì? Từ khi đào được cái giếng đó thì tất cả các chú thợ đã tắm suối, không có ai bị ngứa nữa. Một cái hay nhất đó là tất cả thợ đã tắm suối từ ngày hôm sau, từ khi đào giếng xong, thợ ra tắm vô tư, không ai bị ngứa. Thế mới hay chứ. Nó có một cái nó khó lý giải ở chỗ đó, không ai bị ngứa nữa. Cho đến hôm nay bất cứ ai lên tắm ở ngoài suối Tản Viên không bị ngứa nữa. Mà trước đó thì tất cả thợ ai cũng ngứa. Và từ đó cho nên thật thầy mới đặt cái giếng đó là gì? Giếng đó là Long Tỉnh Tuyền. Long Tỉnh Tuyền. Và coi gì? Coi cái giếng đó là do thần Long gì? Long Vương dâng hiến cái chỉ và dâng cái mạch nước cái giếng đó để cho gì? Cho thầy làm Phật sự ở tại núi Thánh Tản Viên. Cho nên đặt cái giếng là Long Tỉnh Tuyền. Và đặc biệt cái giếng đó, cái nước đó thì uống rất là ngọt. Và rất nhiều người bệnh nhân uống cái nước giếng đấy mà khỏi gì? Khỏi bệnh. Nó có một cái đặc biệt. Và rất nhiều Phật tử thì không có con, cưới nhau không có con thì bảo tụng kinh Địa Tạng 21 ngày, sau đó lên đó để xin gì? Xin nước. Xong 21 ngày đấy, vợ chồng thì đi xe lên đó, bắt xe lên đó, đi xe, thuê xe lên đó để xin gì? Mang mấy cái can 5 lít hay 10 lít gì đó tùy. Phải múc, lên đó phải múc cái giếng dưới giếng nhé. Chứ lấy cái nước mà lọc sẵn rồi múc lên để lọc sẵn rồi thì không nên. Lên đó phải múc. Nói với các sư trên đó là gì? Là xin nước là nói đầu tiên lên là lễ Phật, lên thật sớm. Lên lễ Phật, lễ Tổ xong bắt đầu ra giếng, xin nước. Múc nước dưới kia lên cho vào can,
xong rồi xách can nước đó lên trên điện Quan Âm ấy. Lên trên điện Quan Âm ấy thì để cái can nước lên trên cái phía cái pho tượng trong hậu cung ở phía bên tay phải mình hướng vào. Có Đức Quan Âm Bồ Tát bế đứa trẻ con ấy. Cả cái chùa trên đó có một cái pho tượng kia thôi. Pho tượng cứ nhìn thấy cái ban nào có Bồ Tát bế đứa trẻ con đó, tức là tượng Quan Âm Tống Tử đó. Tức là Quan Âm bế đứa trẻ con đó. Đặt can nước lên đó mà ra mà xong rồi lễ. Lễ là 21 lễ hoặc là 108 lễ. Khỏe thì lễ đứng, mà mệt thì lễ gì? Lễ quỳ. Lễ xong thì cầu con trai, cầu con gái thì đối trước gì? Đối trước tôn tượng của Đức Quan Âm Tống Tử đó mà khấn nguyện. Xong rồi đem cái nước đó về mà uống, với thuốc hay là uống không cũng được. Nhiều trường hợp, đại đa số là đều được sở cầu như ý, sở nguyện tổng tâm. Đấy. Cho nên Phật Pháp nhiệm màu không phải chỉ ở đời sau mới gì mới có các quý vị, mà ngay tại cuộc đời này cũng gì cũng giải quyết được những cái vấn đề mâu mắc trong cuộc sống rồi. Cho nên đấy là vấn đề gì? Hướng dẫn về vấn đề tụng kinh Địa Tạng để cầu sinh nam tử nữ nhân, tức là cầu sinh sinh con đó. Đấy, đây là nói về tụng kinh để cầu sinh con cái. Tiếp đến là nói về gì? Về vấn đề đất cát nhà cửa, phong thủy một chút. Nhiều gia đình sau khi xây nhà xây cửa hoặc là chuyển nhà chuyển cửa thì tự nhiên là trước đây thì được bình an, làm ăn gặp nhiều may mắn. Nhưng từ khi chuyển nhà chuyển cửa hoặc là xây nhà xây cửa mới, tự nhiên là cứ lục đà lục đục, ốm đau bệnh tật, gia đình trên dưới thì chẳng hòa vân vân, con cái thì hư hỏng đủ thứ bà rằng nó xảy ra, làm cứ lộn tùng phèo cả lên. Thế cái trường hợp này cũng nhất tâm tụng kinh Địa Tạng rồi lấy nước gì, lấy nước cúng ở trên đàn đó mà vẩy vẩy khắp đất cát nhà cửa trong vòng 21 ngày, 49 ngày hoặc 100 ngày thì dần dần cái phần tâm linh, cái phần đất cát phong thủy đó gì cũng sẽ được tốt lên. Nếu chúng ta kết hợp phong thủy nếu nó cực xấu thì chúng ta cũng có kết hợp thêm, như Thầy hướng dẫn một số các Phật tử đó là thỉnh cái miếng ngọc bội ấy, để treo ở trước cửa ra vào, nó cũng giải quyết cái vấn đề về phong thủy rất là tốt. Ví dụ như con đường nó đâm thẳng vào nhà này, cái nóc nhà nhọn của nhà đối diện đâm vào nhà mình này, cột điện hay là gốc cây to, gốc cây cổ thụ ở trước cửa, ngã ba sông hoặc là ngã ba đường đâm thẳng vào nhà mình này, hoặc con đường cọc đâm vào nhà mình này, thì cái đó gọi là gì? Trong phong thủy học gọi là mũi tên độc. Nó cực kỳ độc, nó đâm vào nhà mình thì cực độc. Thế thường cái đó thì họ có hai cách. Một là dùng cái gương bát quái để làm lễ trì chú, cầu sự gia trì của Tam Bảo xong đó thì mình treo ở trước cửa ra vào phía ngoài. Cái đó được, nhưng mà cái gương bát quái, cái công năng, cái hiệu lực của nó cũng chỉ được một phần nào đó thôi. Còn nếu mà treo được cái miếng ngọc bội á, thì nó tốt gấp nhiều lần cái gương bát quái. Vì sao? Vì cái nguyên cái ngọc á, nó đã có khí tốt rồi. Lại được sư phụ đích thân là phương tiện để cầu nguyện Tam Bảo gia trì, và đích thân sư phụ là thiết kế cái miếng ngọc đó để làm phương tiện cho các Phật tử, những gia đình nào không may mà ở đất cát nhà cửa nó khó, nó gặp nhiều những cái chuyện không tốt, làm đủ các thứ rồi mà không được, thì nhiều trường hợp treo cái miếng ngọc bội trước cửa ra vào, treo trước cửa giữa ra vào, treo thủ rủ xuống ban dưới. Nhưng làm sao treo, làm sao mình cái cửa mình đóng lại cái miếng ngọc bội ở bên trong, để bên ngoài là họ biết là họ lấy mất đấy, vì cái miếng ngọc nó khá là đắt tiền, nó là ngọc mà, có phải là đá đâu. Cho nên họ biết là họ thì nó, người ta trộm mất, cái bọn nghiện mà nó biết thì nó trộm mất. Mà ngọc thì là ngọc thật nữa, cho nên nó mang ra hàng đá quý ra đâu nó chẳng bán được mấy, ít nhất cũng phải được cả nửa tháng hút chích của nó.
Cho nên treo thì phải treo ở bên trong cái cửa khi đóng vào, nhưng mà nó phải rủ xuống bên dưới. Có thể treo ở tầng 1 cũng được, hoặc treo ở trên, nếu tầng 1 mình cho thuê rồi thì có thể mình treo ở trên tầng trên nhà mình ở cũng được, cũng tùy. Đó. Thì cái đấy là gì, về phong thủy thì có thể dùng cái phương pháp đó cũng được. Hoặc cái ốm đau bệnh tật, nhiều người hay ốm đau bệnh tật do cơ địa của mình ấy, nó yếu, nó hay trúng gió suốt ngày, trúng gió đau đầu hay là huyết áp á, bất ổn vân vân. Thì một số trường hợp là gì, họ đeo cái miếng ngọc bội nho nhỏ như là lá bồ đề hay là cái miếng chú vân vân, họ đeo thì cũng nhiều người thì cải thiện sức khỏe rất là tốt. Có người thì đeo cái vòng, người thì đeo cái nhẫn, người thì đeo cái lá bồ đề, người đeo cái chú vân vân, tùy. Cái nào cũng được, vì đã có sự gia trì ở đó rồi. Và đặc biệt là cái, những cái miếng ngọc đã được tách ra từ những pho tượng Phật ngọc mà sư phụ và đại chúng chúng ta thỉnh về để làm, để thờ trong hệ thống các chùa của Đạo Tràng Tịnh Tông Hội Việt Nam chúng ta đó. Nguyên cái ngọc nó đã có cái khí và cái linh khí rất là tốt rồi, mà được sự gia trì nữa thì nó đương nhiên nó rất là tốt. Có những trường hợp là ở dưới Cẩm Phả, Quảng Ninh ấy, thầy nói một vài lần ấy, bị bệnh tim hơn 30 năm. Khi mà đeo, về đeo một cái tự nhiên là gì? Không phải uống thuốc nữa, khỏe mạnh, ấy, bình thường, thế mới hay. Có những trường hợp là mất ngủ quanh năm ngày tháng, về đeo lên để ngủ, hoặc là dùng cái miếng ngọc để vào trong gối ngủ, thế là bị bệnh đau đầu quanh năm ngày tháng, để vào đó thế là một thời gian sau mấy bữa mấy tuần sau thì cứ đỡ dần thế là khỏi hẳn cả bệnh đau đầu kinh niên luôn. À, vì cái khí tốt này của ngọc. Những cái trường hợp đó là trong người là có gì? Âm khí rất là nhiều. Thì cái ngọc nó thuộc về gì? Về dương. Nó cân bằng được cái gì? Cái âm dương ở trong phòng của chúng ta, gần trong nhà cửa chúng ta, trong phòng ở chúng ta và nơi cơ thể của chúng ta, thì đương nhiên gì nó cân bằng thân thể thì bệnh tình nó sẽ gì thuyên giảm, nó khỏi thôi. Nó cũng không có gì lạ đấy, rất là khoa học thôi, vừa tâm linh vừa khoa học. Cho nên về phong thủy thì hướng dẫn thêm vào cái đó đấy. Còn thời gian gần hết rồi. Nguyện tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước Cực Lạc.